tại sao lại có sự giữ trên thế gian thiên chúa tốt lành như vậy mà tại sao sự giữ vẫn tồn tại hoành hành trên thế gian có nhiều người nghĩ rằng sự giữ là do thiên chúa phạt làm những điều ác và chúa phạt nhưng làm sao cắt nghĩa được có những người làm điều lành không hề làm điều ác mà lại bảo chúa phạt. Lời Chúa hôm nay khẳng định với chúng ta, Chúa không trừng phạt con người, Thiên Chúa không bao giờ là nguyên nhân của sự ác, Thiên Chúa không vui thích khi con người phải chết. Trái lại, Chúa tạo dựng con người để cho họ được sống, sống hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Tác giả sách Khôn ngoan khẳng định với chúng ta như vậy. Tác giả cũng trích dẫn điều đã được nói trong sách Sáng Thế khi Thiên Chúa tạo dựng con người. Đó là vì con người được Thiên Chúa yêu thương cho nên người dựng nên giống hình ảnh của người. Nơi mỗi người chúng ta mang hình ảnh của Thiên Chúa, kính thưa anh chị em, đây là phẩm giá cao quý của con người theo nhãn quan đức tin, theo cái nhìn Kitô tô giáo. Con người không đơn thuần chỉ là một hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, nhưng con người còn là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Và như thế con người được tạo dựng không phải chỉ để sống đời này, nhưng còn có đời sau hạnh phúc trường tồn đối với những ai sống ngay lành, thánh thiện và chuyên tâm thực hành giáo huấn của Chúa. Vậy chúng ta đặt câu hỏi sự giữ từ đâu mà đến? sách khôn ngoan cũng nói với chúng ta trong bài sách thánh thứ nhất sự giữ là do ma quỷ chúng ta đi theo chúa chúng ta tin rằng luôn luôn có ác thần luôn luôn có quyền lực của tối tâm quyền lực của sự giữ và quyền lực của tội lỗi nhưng mà ma quỷ gây nên sự ác trên thế gian và chính con người cũng gây nên sự ác cho thế gian. Tại sao mà có bão lụt thường xuyên cuốn trôi hàng thành phố, nhà cửa con người đồ đạc? Bởi vì con người phá rừng, ngăn chặn dòng chảy và phá hoại thiên nhiên không thương tiếc. Như thế là con người tự gây nên những hậu quả cho mình, tự gánh hậu quả bởi vì họ đã gây nên những nguyên nhân một người phóng xe máy ngoài đường đèn đỏ không chịu dừng cho nên gặp tai nạn do chính bản thân mình thiếu cẩn trọng một người mà không có chừng uh, mực cho nên uống rượu bia nhiều quá cho nên mắc bệnh ung thư đó cũng là điều mà chính mình gây ra cho mình đường nhìn có những trường hợp ngoại trừ như chúng ta thấy không hề có cái chứng cớ nào là mình gây nguyên nhân nhưng vẫn gánh chịu những hậu quả ấy. Trước đại dịch COVID-19, ngày nay càng, càng ngày càng có nhiều nhà khoa học à, chấp thuận, ủng hộ ý kiến cho rằng virus corona là một sản phẩm sinh học do con người bảo chế ra tại phòng thí nghiệm. Chúng ta vẫn chờ những nghiên cứu, điều tra, của tổ chức y tế thế giới cũng như các nhà khoa học để tìm ra sự thật và tìm ra kết luận cuối cùng. Như thế, Thiên Chúa không phải là tác giả của sự ác của sự dữ mà con người tự gây ra những điều ác cho bản thân và cho đồng loại. Thiên Chúa không những không phải là nguyên nhân của sự dữ mà lời Chúa hôm nay muốn trình bày với chúng ta, Thiên Chúa yêu thương con người qua việc Chúa Giêsu chữa lành và làm cho em bé 12 tuổi đã chết được sống lại và người phụ nữ mang bệnh nan y 12 năm được chữa lành. Chúa Giêsu như một vị lang y thần thiêng đến trần gian để xoa dịu nỗi đau của con người thể xác cũng như tinh thần. Không những là những nỗi đau thể xác mà Thiên Chúa Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người còn làm cho người chết được sống lại, được phục sinh và những người bệnh nan y cũng được chữa khỏi. Đó là hình ảnh của Thiên Chúa mà Đức Giêsu muốn nói với chúng ta. Thiên Chúa trong quan niệm của cựu ước là Thiên Chúa hay trừng phạt, một Thiên Chúa nghiêm khắc, một Thiên Chúa luôn luôn theo dõi con người để rồi bắt bẻ những lỗi lầm của họ. Thiên Chúa mà Đức Giêsu giới thiệu với chúng ta là Thiên Chúa yêu thương là người cha yêu thương, nâng đỡ con người, chữa lành con người và làm cho họ được sống hạnh phúc đời này cũng như đời sau. Ở trong Cựu Ước, động lực thôi thúc con người phải làm việc thiện đó là vì sợ Thiên Chúa, nhưng mà theo giáo huấn của Tân Ước, động lực thôi thúc con người làm việc thiện là vì yêu mến Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đã nói lên cốt lõi của lề luật đó là mến Chúa và yêu người, mến Chúa và yêu người đó là chu toàn lề luật. Chúa Giêsu đến trần gian để chữa lành con người. Chúa không phải là nguyên nhân của sự ác, xin được nhắc đi nhắc lại điều ấy. Đôi khi chúng ta vẫn đặt câu hỏi Vậy tại làm sao mà cầu nguyện nhiều như thế mà đại dịch vẫn chưa hết? Sự ác vẫn còn tồn tại trên thế gian Có nhiều cách lý giải để trả lời Bởi lẽ sự ác luôn luôn là một huyền nhiệm Nhưng mà chúng ta có thể lý luận theo cái nhìn Kitô tô giáo biết đâu Nhờ lời cầu nguyện của chúng ta mà đại dịch nó mới dừng lại ở mức ấy mà không có thê thảm hơn Nếu thiếu lời cầu nguyện thì chưa biết thế giới này sẽ như thế nào trước đại dịch Covid-19 nếu thiếu lời cầu nguyện của những người tin Chúa thì thế gian này sẽ còn lan tràn đầy những tội ác nữa. Như là có những thời điểm trong cửu ước, Thiên Chúa nói rằng tội ác của con người đã kêu thấu tới trời. Ví dụ như trong trường hợp thành Ninive với ngôn sứ Jonah. Chính vì thế mà chúng ta là những người tin vào Chúa, chúng ta tin Chúa sẽ can thiệp, Chúa sẽ chữa lành, Chúa sẽ ban ơn vào lúc Ngài muốn và với hình thức, phương pháp mà Ngài muốn, cách thức mà Chúa muốn. Chúng ta tin vào Chúa là cha quan phòng, là đấng yêu thương con người và là đấng không dừng dưng, không làm ngơ trước lời cầu nguyện của con người. Chính Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta, ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp và ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Chính Chúa Giêsu dấn thân để phục vụ con người mà Ngài đã là nạn nhân của bạo lực. Thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo dân thành Corinto trong bài sách thánh thứ hai hôm nay đã diễn tả với chúng ta điều ấy. Đức Giêsu là Thiên Chúa giàu sang đã trở nên con người nghèo khó để con người chúng ta được giàu sang trước mặt Thiên Chúa. Đức Giêsu ngôi lời nhập thể đã gánh trên đôi vai mình đau khổ của nhân loại để cho con người được hạnh phúc. Chúng ta hãy tin điều ấy. Đức tin là một điều kiện cần thiết để được Chúa ban ơn. Trong trường hợp của người phụ nữ bị bệnh và em bé cha của em bé là ông trưởng hội đường, Chúa Giêsu vẫn nói đừng sợ, hãy tin. Hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta điều ấy, đừng sợ, hãy tin. Chúng ta tin vào quyền năng của Thiên Chúa và tin vào tình yêu thương của người. Niềm tin luôn luôn mang lại cho chúng ta hạnh phúc và bình an. Amen.